DJ Jam Battle Mix activated. Xin được mến chào tất cả các bác. Trước mặt các bác đây là dòng loa được mệnh danh là vua karaoke của dòng Audio Center, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha các bác nhé. Được các bác quan tâm rất là nhiều. Và hôm nay thì bên em sẽ review cụ thể cái nội thất để các bác cùng cảm nhận với một đôi loa khủng như vậy mà lại được các bác cho nó một cái tên đó là vua karaoke thì nó như thế nào các bác nhé. Trên kênh em thì rất là nhiều các cái video rồi, nhưng mà hôm nay bên em về thêm được 8 cặp nữa các bác nhé. Thì em sẽ review qua để các bác nào mà chưa được cảm nhận cũng như là chưa được nghe qua thì cũng có thể tham khảo nhé. Sở hữu là một bát 30, một chép kèn, đó Audio Center. Đó. Mặt trước thì nó sẽ là một cái hợp kim ở mặt trước và bên trong nó sẽ là loa, bát và loa kèn. Đó. Tại sao với dòng loa này đánh lực và đầm như vậy, cái lỗ thông hơi của nó các bác này, ở mặt trước các bác nhé, cho nên là đẩy cái hơi ra mặt trước. Nó cảm giác nó sẽ đầm hơn rất là nhiều. Dòng loa này dòng loa vát góc các bác nhé. Đó. Có thể làm loa center cũng được. Đó. Hai bên nó sẽ là tay sách các bác nhé. Ở đây các bác có thể treo ngang hoặc là treo đứng cũng được. Ở dưới nó sẽ có phần cột để các bác có thể cắm cột đứng các bác nhé. Còn phần tiếp theo đó là phần ruột gan của nó khủng như thế nào. Đầu tiên nói đến cái giải bát các bác nhé. Quả bát 30 từ 190. Đó, made in Spain các bác nhá. Đó, Tây Ban Nha. Đó, thông tin đó, các bác cũng nhìn rất là chất quả từ nó này các bác này. Đó. Cái bích rất là bóng, làm rất là bóng. Ở đây thì tất cả đều có cao su nhá các bác nhá. Ở cái vành này. Đó, 8 ôm. Với bản này để sản xuất tháng 6 tháng 12 2015. Đó. Còn với sử dụng thì với bản này thì theo cái tem bên ngoài của nó đã bắt đầu tháng năm 2018 bắt đầu mới sử dụng các bác ạ. Đó. Đây các bác cùng nhìn. Đó, rất là chất. Quay trở lại với cái loa tép các bác cùng nhìn. Rất là khủng. Đó. Made in Spain các bác nhé. Tây Ban Nha là rất là cụ thể. Ở đây thì họng này thì cũng có cao su hết này. Đó. Họng làm rất là đẹp. Màu nhìn rất là sang. Cái khủng nhất ở đây đó là cái phân tần các bác ạ. Nhìn quả phân tần như một quyển vở luôn các bác nhé. Đây. Hơn 20 phân luôn các bác này. Từ những cuộn cảm đồng đó. Những con trở sứ rất là to, sứ đồng này, đó những cái con tụ đây, đây các bác cùng nhìn, nó hơn cả một ngón tay của em luôn các bác nhé. Ở đây thì các bác nhìn thấy này, buộc hết dây thít ở đây các bác nhé, để khi mà các bác chơi với công suất lớn hoặc là chơi vào những phòng ba chẳng hạn thì nó sẽ không bị bung những cái rắc cũng như là cái khớp mà hàn ở những cái mên các bác nhé, nó làm rất là chi tiết. Và những cái con trở này cũng đều có đinh hết này. Đó, đinh vít thẳng xuống này. Cái mên này. Audio Center. Đó. Kể cả những cái dây này. Đấy các bác nhìn. Những dây đây là dây của giải tép các bác nhé. Rất là to. Đồng rất là nhiều. Dày. Đó. Các bác xem. Các bác sẽ nhìn thấy ở đây. Cái phần bên cạnh này các bác treo loa ngang. Thì nó có cái đai bên trong các bác nhé. Đấy hoàn toàn các bác không phải lo là khi mà treo vào rơi nhá. Cái đai nhá. Nhiều dòng là nó sẽ bắt luôn một cái thùng này. Nhưng mà đây nó có đai luôn này. Đấy, bên trong này cũng có này các bác này. Đấy, các góc cạnh này. Đấy, để tránh với cái mức công suất lớn lên nó sẽ bị bể thùng. Nhưng mà đây nó có đai hết tất cả đây. Trên nóc này có này. Bể ngang này. Đó. Đây là bông tiêu ông kiểu dòng bông trứng các bác nhé. Đó. Ở dưới này sẽ có phần để các bác để cắm cột này. Đó. Để chân đầy đủ hết này. Bây giờ thì em sẽ test để các bác cùng cảm nhận nhé. Với cái chất âm có thực sự để đặt được cái tên đó là vua karaoke với cái độ mạnh của nó không. Em sẽ test với một chiếc cục đẩy 4 kênh sâu tanda. Model là GD4600. Đánh trực tiếp các bác nhé. Đánh trực tiếp mà tín hiệu luôn các bác nhé. Đấy quả nguồn này cũng rất là khủng thì mới oánh được cái quả này. Đó ok chưa ạ. Dòng này là 40 sò 4 kênh các bác nhé. Ok. Đó. Em sẽ chơi một loa nữa các bác nhé. We'll be right back.
đánh rất là lực và sâu các bác nhé, chắc tiếng. Đây, cái thông hơi nó mặt trước này, xong rồi đẩy cái dải hơi ra đằng trước cho nên cảm giác nó rất là đầm so với những cái mẫu loa mà kiểu là cái thông hơi nó đằng sau các bác nhé. Đó, hiện tại thì bên em còn 8 cặp nữa các bác nhé, để phục vụ các bác Tết. Đây, những cái đôi nằm bên dưới này các bác này. Đó, và ở dưới kho Audio Center. Đúng là cái tên đặt cho nó là vua karaoke nó cũng đúng thôi các bác ạ, vì cái chất lượng của nó đã được các bác chơi đó và khẳng định về cái chất lượng của nó rồi. Với những cái đôi loa này, giá của nó là 13 triệu trên một cặp các bác nhé, 13 triệu trên một cặp Audio Center. Đó, model là PF12 cộng các bác nhé. Vâng, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0977 434 361, bên em tại Cầu Diễn, Hà Nội các bác nhé. Đó, để qua tận nơi để thưởng thức những cái chất âm đỉnh cao của những đôi loa Audio Center này. Em cũng xin được kết thúc video, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin được mến chào các bác.